sắp đặt của bà điên đó nữa. Tôi không tin. Thử hay không á là quyền của anh. Hôm nay anh về thăm con và má chút xíu anh đi. Tất cả quyền tự do đều là của ảnh, tôi đâu có là gì đâu mà xen vô. Con yêu con quá đủ rồi. Tụi má về thắt. Tụi bay dám bày trò trước mặt tao sao? Nếu tao hỏi hoàng, tao không phải là con Tuyết. Hôm nay là ngày vui của má, anh phải chở em đi sớm chứ. Làm gì mà lo lắng dữ vậy? Từ từ. Không có gì gấp gáp hết. Không có cần phải bồn chồn như vậy. Má đang trong bệnh viện, không lo sao được. Không biết là lo cho má hay là lo cái gì nữa. Cái gì là cái gì? Đừng có suy bụng ta ra bụng người nha. Ê, tầm phào. Bụng của ai người đó biết. Lúc hoạn nạn mới biết được đâu là vợ, đâu là con. Xàm xí. An, An, An. Má sao rồi? Má qua cơn nguy hiểm rồi. Má bị trúng thực. Vô đó người ta xúc ruột cho má. Bây giờ má cũng ổn rồi. Em phải về lấy một số đồ đạc để vô chăm sóc cho má. Hả? Anh Nghĩa thì bây giờ đang ở trọng với má đó. Vậy hả? Bé Lành đâu rồi anh? Nó đang chơi trong nhà đó em. Để em vô với con một chút. Nhìn cái gì? Nghĩ lại cũng thấy lạ nha. Cứ mỗi lần có sự xuất hiện của cô á là cái nhà này xảy ra chuyện. Từ nào giờ má có ăn cái gì mà bị trúng thực đâu. Hiểu rồi. Cái này là tại đồ ăn của cô mang tới nè. Nè, anh nhớ lại cho kỹ đi. Má có ăn đồ ăn của tôi không? Lấy đâu mà đổ thừa. Đồ thượng hạng là toàn là tôi ăn không à. Không, nhưng mà cái này là chắc chắn nè. Tại vì má nhìn thấy cái bản mặt của cô cho nên má mới tức. Vừa ăn vừa tức, cho nên cái bụng nó không tiêu hóa được. Sanh ra là coi như là bị trúng thực. Bà lát bà xàm. Trời ơi, sao anh còn nhậu nữa. Anh về nhà thay đồ cho đàng hoàng đi, rồi chở em vô bệnh viện thay cho anh Nghĩa để anh về. Chờ tôi chút. Đợi tôi chút nha,
Chắc tôi dẫn bé Lành theo quá. À, lấy đi. Hay là chị để tôi vô đó với anh Nghĩa chăm sóc má cho. Chị ở nhà lo bé Lành đi. Nó là con nít, vô trong đó không tiện. Ừ. À, đúng đó An. Nó còn nhỏ, vô chổng tội nó. Với lại người ta đang muốn đi mà, cản làm gì, cho người ta đi đi. Vậy anh đưa cổ đi nha. Cái gì? Tôi hả? Ừ. Đồng mơ. À, thôi khỏi, tôi đi một mình được mà. À, anh, vậy anh lấy xe cho cổ mượn để cổ đi đi. Cái gì? Cái xe hả? Anh, trời tối rồi, làm sao cổ đi được? Lấy đi đi. Nhưng mà nè, đừng nói tôi không nhắc nha. Chiếc xe của tôi á, rồ ra cái là nó giật té ngửa đó. Nó cũng y chang cái tính của tôi vậy đó. Ghét mấy người độc ác. Tí anh. Cảm ơn. Thank you.
Giờ này mà anh còn nhậu nữa. Thôi anh về đi, để em còn đóng cửa. Mai á phải vô bệnh viện để thăm má rồi. Sớm lắm đó. Em cứ đi ngủ đi. Anh uống ở đây tính sáng luôn mà. Khùng quá ông ơi. Thôi dẹp đi, uống để chết hả? An, nếu anh chết em có buồn không? Trời ơi, say xỉn. Nói tầm bậy tầm bạ không à? Anh không có nói bậy. Anh nói đúng. Anh yêu em mà. Em không biết, hay là em giả bộ em không biết vậy? Anh ghét thằng Nghĩa. Anh ghét nó lắm. Bởi vì nó làm cho em khổ. Anh say quá. Thôi anh đi về đi. Anh không có sai. Qua đây nói chuyện sao? Đi về đi. Anh không có sai. Anh nói thiệt. Anh không có xịt. Em anh yêu em mà anh. Em có biết không? Anh yêu em. Nhưng mà tại vì anh không dám nói ra. Anh mặc cảm thân phận của mình. Anh nè, nè. Anh tỉnh chưa? Anh nói năng tầm bậy tầm bạ không à? Anh có biết là anh vừa làm gì không? Anh đi về đi. Nếu không á, không bao giờ tôi cho anh qua đây nữa. Tôi cũng không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Có sao không má? Má khỏe nhiều rồi con. Sao nhìn con thấy mệt mỏi quá vậy? Bộ con ngủ không được hả? À, dạ đâu có má. Dạ thôi má nghỉ ngơi đi. Con về bển có gì kêu tí ăn qua kêu con. Ừ. Đi. Dạ thưa má con về.
tí anh đâu con. Sao mà không thấy nó lại ở đây vậy? Dạ con không biết chắc ảnh đi đâu. Ê! Để nhậu mày ơi! Ê ơi! Ê ơi! Ê! Nói kìa! Ê! Bi! Để mày! Để nhậu! Rồi sao hổm ra mày mất xác vậy? Để nhậu tao đi! Mày sao vậy? Bệnh hả? Mập như trâu mà bệnh gì? Bệnh uống vô hết bệnh liền hả? À. Tụi mày đi đi! Đi! Tao không có đi! Trời thằng này nay giỡn ta! Ê! Rượu ngon lắm đó mày! Đi nhậu nè. Ê, rượu nguyên chất nè, thơm không? Tao không có nhậu. Cái gì? Không nhậu? Chắc thằng này uống lộn thuốc rồi. Rồi đi mày ơi. Đi đi. Đi tụi tao cho vui mà đi. Thôi, đừng có làm phiền tao nữa. Kéo đi vậy đi. Thôi, đi. Đi. Thằng này mà bỏ nhậu chắc tao bỏ cơm quá. Thôi đi. Đi, đi nhậu mày. Tụi mày muốn tao đây. Tụi mày làm cái gì vậy? Bây giờ tụi mày muốn nhậu không? Mày muốn nhậu phải không? Nhậu nè! Sao ra? Hả? Tao nói cho tụi mày biết nha! Tao thề từ đây tao không đụng một giọt rượu nào nữa! Tao mà uống rượu vô, tao sẽ không còn là con người! Tụi mày muốn nhậu đi, nhậu cho chết đi! 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 Má. Thằng quỷ, mấy bữa rày sao mày đi đâu mất biệt vậy? Má khỏe chưa má? Đợi tới mày hỏi rồi chắc tao theo ông theo bà rồi. Má đừng nói vậy mà má. Sao má hỏi mà con không nói? Má bệnh mà sao con bỏ đi mất biệt vậy? Hỏi con An á thì nó cứ lí nhí ở trong miệng á. Bọn hai đứa có chuyện gì hả? Phải không? Dành ăn hay là dành chơi bánh đũa? Con có chuyện muốn thưa với má. Chuyện gì thì cứ nói đi. Sao mày ậm ừ như là gà nuốt dây thun vậy? Dạ. Con tính trả ruộng lại cho má. Sao vậy? Bộ có ai nói gì bậy bạ phải không? Ruộng má cho con thuê thì không có ai có quyền nói vô nói ra. Dạ không có đâu má. Không có ai nói gì hết đó. Tại con có anh bạn, ảnh rủ con đi ghe. Chắc con đi với ảnh luôn. Mà con định đi đâu? Dạ thì ghe họ đi đâu thì con đi đó. Vậy con định đi bao lâu? Dạ thường thì một chuyến họ đi khoảng 2-3 tháng quá. Đi miết từ tỉnh này qua tỉnh khác vậy đó. 3 tháng? Sao con lại có ý định muốn đi? Dạ con muốn đi để thử thời vận má. Vậy chừng nào con đi? Dạ ngày mai con đi. Mày quyết định thiệt hả? Dạ. Ngày mai có chuyến rồi má. Nếu ngày mai con không đi, phải 3 tháng sau con mới đi được. Với lại đi ra ngoài để cho nó mở mang với người ta. Chứ con ở nhà làm ruộng hoài nó cũng tù túng tay chân lắm má. Lâu lâu con về thăm má nha. Thank you.
tình làng nghĩa sớm xin nhớ người ơi. Sống ở đời phải có lớn có nhỏ, chuyện không đâu cứ nói xin nói xỏ. Nhưng mà chuyện gì nó cũng phải có lý có tình chứ chị Năm. Có lý có tình gì hết đó, tôi phải qua gặp nó để nói rõ. Nhưng mà chuyện nó nhỏ như con thỏ, nếu không khéo chuyện nhỏ nó sẽ thành to. Sống ở đời nhiều chuyện nó xảy ra, đừng nên quên hết chữ lý chữ tình. Có vui buồn á thì cũng bỏ qua đi, tình làng nghĩa sớm xin nhớ người ơi.